Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chứng minh bằng giao dịch thực tế trên thị trường bằng chính những tài khoản của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin được chia sẻ và chứng minh trước các nhà đầu tư với những giá trị mà gì nhà duy nhất ở trên thị trường này mà nhà đầu tư có thể thấy rõ khi mà đến về cả website đào tạo Forex. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, tất cả mọi giá trị kiến thức thầy phải chứng minh bằng giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Ở trên thị trường giao dịch Forex không có vụ nói mồm về thành công, không có vụ nói mồm về các giá trị, về lợi nhuận trên thị trường. Tất cả đều phải được dẫn chứng bằng tài khoản, dẫn chứng bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá và cần phải yêu cầu cái người thầy của các bạn họ ra ngoài, họ phải chứng minh bằng thực tế cho chính các bạn thấy rõ về điều này. Ở trên thị trường giao dịch Forex rất là nhiều kẻ có thể nói rằng bản thân chúng giao dịch được ở thành công ở trên thị trường giao dịch Forex, nhưng nhà đầu tư sẽ thấy rõ một giá trị là nhà thằng nào cũng có thể nói mồm về thành công của bản thân mình, thằng nào cũng có thể nói mồm về các giá trị mà thì nhà bản thân chúng đạt được như á quân thế giới hay là top thế giới hoặc nhiều năm kinh nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex. Ở trên thị trường Forex này, giá trị của nói mồm là giá trị của những thằng đéo có bản lĩnh ở trên thị trường giao dịch Forex này, mà gì nhà hầu hết các thằng tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này đều là những thằng không chứng minh được thực tế trên thị trường. Chính vì vậy, lấy giá trị gì ra mà nhà đầu tư có thể vận dụng vào trong thực tế? Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Tất cả những giá trị mà nhà đầu tư tìm hiểu trên thị trường đều phải có dẫn chứng cụ thể, phải có sự mà gì nhà đầu tư phải có thấy được một sự nhà chứng minh bằng thực tiễn trên thị trường. Đó là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ những giá trị này trên thị trường để nhà đầu tư có thể nhìn nhận về những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi giao dịch livestream xuyên suốt gần 4 năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân mình trên thị trường, trong suốt thời gian dòng của quá trình phát triển từ ngay bản thân website đào tạo Forex và Trần Quốc Minh ở trên thị trường này. Trong suốt những bước đầu của quá trình phát triển, tôi đã sâu full tài khoản để gửi đến nhà đầu tư, và nhà đầu tư có thể vào trực tiếp trong website đào tạo Forex của bản thân tôi có thể thấy rõ rất là nhiều các giá trị tài khoản của bản thân tôi cứu cho khách hàng. Khi mà khách hàng đồng ý, tôi sẽ post lên cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được. Nhà đầu tư nên nhớ rằng ở trên thị trường giao dịch Forex này không có vụ nhỉ chưa học xong tiền đã về, hoặc là học đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc học xong có thể tạo ra lợi nhuận. Nhà đầu tư phải hiểu rằng muốn kiếm được lợi nhuận phải thì nhà thấy rõ được các giá trị kiến thức đấy, người thầy người ta phải chứng minh vào trong thực tế trong thị trường, và bản thân người đi học phải có thời gian để luyện tập ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứ không có một giá trị nào dành cho những cái kẻ lười biếng nhưng mà thích có giá trị lợi nhuận ở trên thị trường này. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải thấy rõ được các này trước khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Các bạn phải hiểu rõ những góc khuất ở trên thị trường giao dịch Forex này là gì. Đừng có để mà nhập những cái thằng vô đạo đức ở trên thị trường giao dịch Forex này nó vẽ cho nhà đầu tư những giá trị bánh vẽ, vẽ để mà nhà đầu tư tiêu tan tài sản trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những gì mà tôi chia sẻ, những gì tôi chứng minh cho cộng đồng trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này, mọi người có thể yêu cầu bất kỳ một thằng nào nói với cả các bạn rằng nó là á quân thế giới, nó là top thế giới, hoặc là nhờ nó nhiều năm kinh nghiệm tài khoản và những giao dịch thực tế trên thị trường. Xin lỗi cả các bạn, trên thị trường này đéo có vụ là tin thì học, mà đéo tin thì đéo học. Nhà đầu tư phải nhớ điều này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex. Và những giao dịch thực tế trên thị trường. Xin lỗi cả các bạn. Trên thị trường này đéo có vụ là tin thì học, mà đéo tin thì đéo học. Nhà đầu tư phải nhớ điều này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com.